Nếu pháp giảng của Phật chỉ là phương tiện để giúp chúng sanh đi đúng đường tu thì sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Âm cũng chỉ là phương tiện giáo dục thôi hay sao? Hoàn toàn không có sự linh ứng để nguyện cầu sao? Thì cái câu này muốn hỏi là nếu mình nói rằng tất cả pháp của Phật chỉ là phương tiện độ chúng sanh, vậy thì mọi sự linh ứng như thế nào? Thưa đại chúng, nếu ở cái mặt mà gọi là phương tiện thì cái nào cũng là trân trọng hết á. Nhưng mà nếu ở cái mặt nhìn thẩm thấu tất cả mọi sự việc thì cái passport Mỹ mình đang cầm trong tay cũng chỉ là tờ giấy. Nếu nói cho đúng, thí dụ bây giờ mình chết đi là cái passport hết giá trị, phải lãnh cái passport khác do thầy Pháp Hòa cấp. Thôi mình còn sống thì mình cầm cái passport, một tờ giấy đó, và nó được mệnh danh là cái passport, cái hộ chiếu của Mỹ, thì mình thấy nó giá trị. Nhưng mà ở giá trị đây là một phương tiện để qua lại giữa giao thông giữa các nước. Nhưng mà thật sự nếu nói cho cùng, nó cũng chỉ là một tờ giấy được đặt trong một cái tên đặc biệt là hộ chiếu nước Mỹ. Ví dụ vậy đó. Cái visa mà quý vị xin đi nước này nước kia, nhiều khi cái visa nó nhăn nhó, nó đâu có đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà phải xin cái giấy đó mình mới qua nước người ta được. Nhưng mà nói cho cùng thì nó cũng chỉ là tờ giấy. Cho nên nếu mà nói rằng á, cái nào cũng quan trọng thì cái hột, một hạt cát, một cái hoa nó cũng quan trọng. Còn nếu nói mọi pháp nó bình thường thì không có gì đặc biệt đó. Vậy thì ở đây á, sự linh ứng có, đã là phương tiện mà. Nãy giờ cô đau khổ quá, cô bệnh tật nhiều quá, cô niệm Đức Quan Âm đi. Hồi nãy có hai vợ chồng lên thăm Pháp Hòa nè. Hai vợ chồng đăng ký cho thằng boy mới có 1 tuổi đó, hay 6-7 tháng gì đó, nhá kéo. Mà Pháp Hòa đi ngang qua đâu biết, tưởng hai vợ chồng. Pháp Hòa nhá hai vợ chồng mà không nhá thằng nhỏ. Tại mình nghĩ trong bụng nhỏ này biết gì đâu nhá. Thấy ba má nó chồm lên thì mình nhá ba má nó. Cuối cùng ba má nó phải chạy lên nói thiệt: ủa Pháp Hòa tưởng anh, dạ con ăn ké thằng này. Rồi thế là mình phải cầm thằng nhỏ lên nhá nhá nó. Thưa đại chúng, cái nhá kéo này, nếu mà quý vị: ôi tại tôi thấy người ta làm, tôi theo phong trào, tôi làm theo cho vui, thì cũng là làm. Nhưng mà nếu hồi nãy cái tâm mình thành kính thì cái đó nó tự nó tác dụng. Xi măng á, cán ra miếng vuông vuông để dưới đất kêu tấm đan, đổ vô cái khung có ông ngồi về kêu ông Phật, cũng là bịch xi măng nãy đó. Mà hãy đục đẽo ra cái dáng thì gọi Phật. Ở cái hình thức nào đó mình kêu tấm trải đường. Nhưng mà nếu mình tâm thanh, nó là Phật. Quý vị lại tưởng, quý vị gặp tượng là quý vị lại muốn chết luôn. Mà nhiều khi người sống, người thương của mình kế mình là kệ forgot. Nhưng mà mình cứ lo một cái tượng. Nhưng mà tượng lính, không phải tượng ban phước cho mình, nhưng mà tâm mình thành vô đó. Cho nên sự linh diệu có. Thầy Pháp Hòa mới nhắc đứa nhỏ, thầy Hòa kể, người mẹ mới kể là đứa con này khi đi ultrasound bác sĩ xác định nó bệnh central. Con về con tụng kinh Địa Tạng, trì chú Đại Bi, mấy tháng sau đi thử lại, bác sĩ nói nó bình thường, không bệnh gì hết. Pháp Hòa không có quảng cáo kinh Địa Tạng, không phải quảng cáo sự linh diệu, nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nói tâm thành tất ứng. Thấy không? Người mẹ đau khổ vì đứa con bệnh,
giờ nghe lời phương tiện. Thay vì người mẹ cứ nghĩ bệnh về đứa con, nó ảnh hưởng đến cái bào thai, bây giờ đừng nghĩ tới nó nữa, đừng nghĩ tới nó, đừng nghe tiếng nó nữa. Thì á, người mẹ thay vì suy nghĩ ảnh hưởng đứa con, bây giờ không suy nghĩ nữa, đem tâm vô tụng kinh. Và cái tâm đó là cái tâm gì? Tâm positive. Cái tâm positive, cái tâm mà năng lực của sự tích cực, không nghĩ tới tiêu cực, không nghĩ khổ đau mãi. Người mẹ nó ảnh hưởng đứa con, đứa con nó ở trong cái bụng của mẹ, kêu là tử cung. Tử cung là gì? Là cái cung điện của đứa con mình. Thì khi mà đứa con, người mẹ mà đau khổ thì đứa con nó ảnh hưởng. Quý vị để ý, người mẹ khi có thai mà buồn, buồn chồng mà khóc hoài, sanh đứa con ra, nó có phần đau khổ. Mắt nó buồn buồn, nó cười không được, nó ảnh hưởng lắm. Mà người mẹ không dám ăn, không, đúng là làm tất cả mọi điều nghĩ tới đứa con. Thì thay vì bây giờ nghĩ, nghĩ negative, tiêu cực, thì nghĩ positive, tụng kinh. Thì khi mình tụng kinh thì mình đem hết cái tâm, cái năng lực mình chuyển, thì biết đâu chừng nó có sự chuyển hóa trong đó. Vừa có sự màu nhiệm mà vừa có sự kết hợp khoa học. Bệnh của mình đó, nhiều khi bệnh một chút, nhưng mà cái khổ đau của mình nó làm cho mình bệnh nhiều hơn. Tại bệnh đó, là nó có thân bệnh và nó có tâm bệnh. Bác sĩ nói mình có triệu chứng thôi chứ chưa nói xác định, là bắt đầu mình về mình lo, mình rầu. Thì mình làm, mình tăng trưởng cái lo rầu, cái độc tố đó, nó đi vào trong cái chỗ độc đó nhiều hơn. Cho nên nó có ảnh hưởng thân tâm. Cho nên khi mình ngồi thiền á, mình ngồi thiền, mình tụng kinh vậy là cái giây phút mình quên tất cả mọi phiền não, để mình đưa tâm mình vô cái chỗ an trú đó. Mình đưa tâm mình vô an trú đó là mình 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ nó rời khỏi cái đó. Cho nên ví dụ mình tụng nguyên bộ Pháp Hoa là 12 tiếng, tại vì mình phát nguyện tụng trọn bộ Pháp Hoa. Mà cuốn Pháp Hoa nó có thể tụng 12 giờ mới xong, thì 12 tiếng đồng hồ vì mình phát nguyện tụng. Cho nên mình 12 tiếng rời tất cả những suy nghĩ tiêu cực, để đưa tâm mình vô chỗ tích cực 12 tiếng. Mình lại ngũ bách danh Quan Âm, là 500 danh hiệu Quan Âm, mình lại được cái tâm mình giao vô đó, quên hết những cái phiền não kia. Cho nên là phương tiện, nhưng mà trong phương tiện nó có work. Cho nên nó nghiệp gì? Nghiệp này là nghiệp thiếu sự trí tuệ. Nói rõ là theo Phật là trong tam độc, cái này gọi là gì? Si. Si mê. Thưa đại chúng, chữ si mê là gì? Chỉ là mình không rõ được lẽ thật thì gọi là si mê, chứ không có gì cả. Không có cái ý chửi rủa gì mình đâu. Nhưng mà ở hoàn cảnh nào, nó rơi vào cái trường hợp nào. Cho nên đó, các vị hay thờ thần tài đó, thờ thổ địa đó, nếu mà mình lấy theo Phật giáo là không có thần tài thổ địa. Nhưng bây giờ nếu quý vị nào lỡ thờ thần tài thổ địa thì Phật giáo sẽ đem ánh sáng của Phật giáo soi vào cái ý nghĩa của thờ thần tài thổ địa. Thần tài là gì? Là ông thần giữ tiền. Thổ địa là gì? Là ông chủ đất. Ở đây mình có là thổ địa của nhà mình chưa? Chủ đất cái nhà mình đó. Nhưng mà mình không biết giữ tiền thì đất cũng bán luôn, nhà cũng on sale luôn. Cho nên cuối cùng chẳng làm được thần tài mà cũng chẳng làm được thổ địa. Thổ địa là cái tâm cương quyết của mình gìn giữ mọi thứ. Tại vì kim, thổ sanh kim, ở trong đất nó sanh ra vàng. Vậy thì đất là đất tâm. Nếu đất tâm mà được vững thì vàng của nó có. Cho nên thờ thì cứ thờ, mà nghĩa thì phải hiểu. Thì thờ mà không có trách ổng, tôi thờ hoài cúng quá mà ổng phù hộ nghe. Thờ ông thần tài là thờ cái tinh thần giữ tiền của mình, giữ của mình. Thổ địa là mình làm sao giữ nhà cửa mình cho yên ổn nè. Giữ nhà cửa cho yên ổn là thổ địa. Cho nên cái nghiệp là nghiệp si mê.
Vì muốn giữ lời hứa với má con trước khi bà qua đời nên con không thể bỏ đứa cháu này được. Nghĩa là đứa cháu đen đỏ này đó. Chữ bỏ đây không có nghĩa là mình ruồng bỏ gì nó, nhưng mà có đôi lúc phải để cho nó tự tỉnh giác. Mình quên nó tạm thời để cho nó tỉnh, chứ không phải là mình quên nó để nó nhớ nó phải làm gì. Chứ không phải là mình là người sống vô tâm vô cảm mà mình không ngó ngàng gì tới nó. Kính bạch Thầy Thích Pháp Hòa, trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật Thích Ca khuyên chúng sanh thời mạt pháp này nên tu theo pháp môn tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc quốc của A Di Đà Phật, vì pháp môn này hợp với tất cả căn cơ từ thượng căn cho tới trung hạ căn. Kính Thầy, có người muốn tu cả tịnh độ cả thiền tông cho mau lẹ, vậy thế nào là thiền tịnh song tu? Tu mau lẹ thì có gì đâu, thì mỗi lần niệm Phật á, mua cái sâu chuỗi dán chữ express mail, còn nếu mà không express mail thì courier overnight là một tới liền. Nhưng mà quý vị ơi, hễ muốn đi lẹ thì cái ticket nó cũng phải mắc tiền, chứ đâu có phải mà đơn giản rồi là đi mau đi lẹ ngồi first class mà trả giá regular đâu. Đâu có chuyện đó được. Xin thưa đại chúng là cái pháp tu thiền tịnh song tu là một pháp tu của chư tổ Việt Nam chúng ta dạy. Bây giờ quý vị hiểu đơn giản là thiền á, là ngồi thiền, tịnh đó là niệm Phật, mình hiểu vậy đó. Nhưng mà thiệt ra mà hiểu đúng á, thì thiền tịnh không có hai. Tại vì á, tất cả chúng ta nói chung là chúng sanh là những người dễ, cái tâm của mình nó dễ bị xáo trộn vọng động. Cho nên Đức Phật thương cái tâm vọng động đó mà chỉ cho chúng ta nhiều cách để chúng ta ứng dụng làm sao để chúng ta tịnh cái tâm. Chứ không phải vừa tu, ví dụ như sáng thì lần chuỗi niệm Phật rồi tối ngồi trên bồ đoàn, cái đó kêu là thiền tịnh song tu. Mình tu cách nào cũng được, cái cốt là làm sao giữ cái tâm mình nó tịnh, giữ cái đời sống của mình cho nó thiền. Tâm tịnh thì đời sống sạch thiền. Tại sao? Vì khi cái tâm mình nó tịnh, tức là nó lắng. Còn cái chữ thiền là đời sống mình có sâu sắc, có quán chiếu, có tư duy. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Thí dụ như bây giờ hai vợ chồng hay gây gỗ với nhau, mặc dù hai vợ chồng cũng tu vậy đó, trời, chồng cũng tu dữ lắm, vợ cũng tu dữ lắm, mà gây thì cũng gây à. Rồi con cái trong nhà nó hốt hoảng, nó sợ hãi, nó cảm thấy ba mẹ dẫn nó đi chùa cũng nhiều dữ lắm, cũng tu niệm mà sao ba mẹ không có chuyển đổi gì. Thì một giây phút nào đó mình tịnh lại đi, mình nói rằng trong cái gia đình của mình, trong cái tâm hồn mình hình như nó không có tịnh. Vợ nói một câu là mình ào ào, mình nóng lên rồi mình phát lửa lên. Rồi chồng nói một câu, vợ cũng ào ào phát lửa lên. Thì cái gia đình của mình nó có thiền có tịnh gì đâu. Bây giờ tâm có tịnh, thôi vợ đang nóng, mình ứng dụng cái thiền nè, là mình phải tư duy, mình nóng nảy mình nói thì cái gia đình mình đó, nó xào xáo như thở nặng mà nó không có gì thay đổi. Cho nên thiền là gì? Thiền là những cái gì nó rất là bình thường trong cuộc sống. Thí dụ như Pháp Hòa uống nước, thì Pháp Hòa uống nước mà Pháp Hòa biết ly nước là nước lọc, uống mà Pháp Hòa thưởng thức ly nước lọc, Pháp Hòa không lo lắng gì, uống tận hưởng cái ly nước này, thì Pháp Hòa uống nước trong thiền. Có một vị đệ tử thưa với thầy, nó thưa thầy chắc bữa nay con xin thầy con ra về, con không tu nữa. Thầy mới hỏi sao vậy? Nó nói tại vì con ở với thầy 3 năm mà con không thấy thầy dạy con cái gì hết á.
thôi bữa nay con thấy con ở 3 năm mà không học được gì, thôi con về. Ông thầy mới nói sao tôi không dạy ông. Ông đem nước tới tôi có uống không? Nó dạ có. Ông đem cơm tới tôi có ăn không? Nó dạ có. Vậy thì ông muốn tôi dạy gì nữa vậy? Như vậy thì người thầy muốn nói với người đệ tử cái gì? Tu đâu phải là cái chuyện gì ghê gớm lắm đâu. Cũng ăn, cũng mặc, cũng bình thường. Nhưng mà cái ăn mặc này của mình bây giờ nó có sự lắng trong, mà không có ồn ào, không có sát hại như là ngày xưa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ hồi xưa á, cuối tuần nào mình cũng đi đi party, mình uống rượu, rồi mình cũng vui cười vậy, rồi cũng hết đêm thứ bảy. Có nhiều khi đi lúc tới sáng chủ nhật nữa mới về, rồi ngủ cho tới chiều tối mới xách vở đi chợ cái hết cái weekend. Rồi bây giờ đó cũng không đi kiểu đó mà cũng ăn cũng bình thường. Thì bây giờ quý vị thấy giữa hai cái vui bình lặng với cái vui mệt mỏi, cái vui nào hơn? Cái vui bình lặng này nó hơn thì là thiền rồi. Cho nên thiền là cái gì nó rất bình thường. Một con cá nó hỏi con cá nhỏ, má ơi con nghe người ta nói á, nước, nước là gì? Thì con cá mẹ nó mới nói nước là con đang sống nè, con đang bơi lội trong nước mà không có nước con chết à. Nó nói ủa vậy sao con không thấy? Mình cũng vậy, mình vẫn thích thở, vẫn sống an lành như vậy mà mình không bao giờ mình thấy mình đang an lành. Cho nên thiền tịnh đó, bây giờ Pháp Hòa nói cái cách sống nha, còn cái cách tu chút nữa. Tâm mình có lắng rồi thì đời sống mình thiền. Thiền là thiền vị, thiền vị là có cái vị của sự bình an, mà không có đòi hỏi bình thường. Quán chiếu kỹ, tư duy kỹ là thiền. Khi tâm nó có tịnh thì tự nhiên đời sống mình có thiền, cho nên gọi là thiền tịnh. Còn bây giờ nó thiền tịnh xong tu ha. Thì giờ bây giờ quý vị mỗi tối quý vị ngồi niệm Phật, quý vị ngồi chéo chân gì đó, xong rồi cái thì thay vì quý vị để ý nó hơi thở vào, quý vị biết vào, cái có thể quý vị đấy thở vào, ra quý vị đấy thở ra. Cái tâm mình á, nó bận hai chữ thở vào thở ra với hơi thở thôi thì nó không còn lo chuyện khác nữa. Khi mà nó không lo được, nó không lo cái chuyện khác nữa đó, thì nó trú ở trong một chỗ, đó gọi là thiền. Thiền là khi nào tâm mình trụ vào một chỗ mà không suy tư, không lo lắng là thiền. Bây giờ mình thay vì mình ngồi như vậy đó, cái mình niệm Phật nè, thở vào a di, thở ra Đà Phật. Thở để cho thân tâm mình nó an. Niệm Phật để sanh cái phước. Thay vì thở vào thở ra, chữ thở vào thở ra không thể sánh với chữ A Di Đà Phật. Hiểu ý không? Thì bây giờ mình ngồi cũng thở, nhưng mà thở với bốn chữ A Di Đà Phật. Bước đi, bước một bước chân trái A Di, thở ra Đà Phật. Cứ A-di-đà cũng là thiền. Thì nói trên phương diện pháp tu thì đó là thiền tịnh song tu, nói theo cái chữ thôi. Còn nếu mình ứng dụng cái lý cho đúng á, giữ tâm cho tịnh, đời sống lúc nào cũng thiền. Ví dụ như là nghe tụng kinh, nghe thuyết pháp, nghe bình an, ăn cơm với gia đình một bữa bình an, đó ăn cơm trong thiền. Ngủ không suy tư, không lo lắng chuyện gì của ngày mai, ngày mai lo. Còn nếu cần làm thì thôi ráng thức làm cho xong, ví dụ vậy, không lo gì hết, ngủ nghỉ cho đàng hoàng, đó là ngủ trong thiền. Gặp nhau chắp tay chào xá, hay là bắt tay hay nói chuyện chào hỏi, đừng có nghĩ rằng tại sao người đó không chào tôi phải chào trước, bắt tôi chào trước. Đừng nghĩ như vậy. Mình là người có tịnh rồi thì không có bắt ai phải làm gì, mình cứ làm đi, mình cứ ứng dụng cái thiền đi, gặp nhau là chào hỏi đi. Vì tâm mình có tịnh cho nên không loạn động bắt ai phải chào hỏi mình, cái đó quan trọng. Còn pháp tu hàng ngày ứng dụng, thí dụ bây giờ đó, tụng một thời kinh, trước khi ngồi tụng kinh đó, ngồi thiền 15 phút hay nửa tiếng xong rồi tụng thời kinh. Quý vị phải cần tụng, chúng ta cần tụng kinh. Tại sao? Bởi vì cái tiếng tụng niệm đó
nó sẽ là một cái âm thanh, nó làm cho cái tâm mình dễ tịnh, cái khung cảnh trong gia đình mình nó dễ tịnh hơn nhiều. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, quý vị ngồi thiền ở dưới lầu im ru còn không biết, nó ở trên lầu nó dở cười quá chừng, nhưng khi quý vị thỉnh ba tiếng chuông lên cái nó xì thì nó nói ba đang tụng kinh, má đang tụng kinh, đừng nói lớn. Như vậy thì ngay cái tiếng chuông tiếng mõ mình khởi lên, tự nhiên mình cũng độ được người xung quanh, làm cho pháp giới thanh tịnh. Cho nên mình mới có cái câu tịnh pháp giới chân ngôn đó. Mà tịnh pháp giới chân ngôn đâu phải chắp tay lại ăn làm. Ủa sao gì không tịnh? Tịnh pháp giới là pháp giới ở tâm, hiểu ý không? Pháp giới ở tâm và người xung quanh mình sẽ tịnh. Nếu tâm mình tịnh rồi, mình lưu xuất cái tịnh. Pháp Hòa nhiều khi có khách, khách đang nói chuyện cái tự nhiên khách nghe thỉnh chuông lên, thì khách biết, khách giật mình, khách biết là tới giờ tụng kinh hay là tới giờ ngồi thiền, cái ta dừng lại cái câu chuyện, ta cùng đi ngồi thiền với mình, hay là ta cáo từ để đại chúng đi tụng kinh, thí dụ. Cho nên cái tiếng chuông, tiếng mõ thời kinh ở nhà nó cũng có cái hay, và nó biết, nó giúp cho con cái trong gia đình, người xung quanh, nói chung là chúng sanh xung quanh biết rằng giờ này là giờ tu tịnh. Trên tụng kinh hay ngồi thiền thì không có hai. Nhưng mà nói chữ song tu đây là gì? Chúng ta đừng có quên chỉ một bề hình tướng mà quên cái tánh, hay ngược lại đừng nói cái lý không mà quên cái sự. Đạo Phật lúc nào cũng nói cả hai, nói có lý, có sự, có tánh, có tướng. Như vậy mới gọi là viên dung rốt ráo. Vậy Pháp Hòa xin giải thích chút xíu về cái chỗ thiền tịnh song tu. Thường thì mình học lịch sử của Phật á, thì mỗi một Đức Phật đều có những cái tướng tốt, tức là những cái tướng đẹp. Thưa đại chúng, tướng đẹp á, một phần á, do ông bà cha mẹ. Thí dụ mình sanh ra mình có con mắt đẹp giống ba, có lỗ mũi đẹp giống má, thí dụ vậy đó. Có cái tướng cao giống ông nội cũng có một phần. Rồi một phần là do phước của mình. Có nhiều khi cha mẹ không có được đẹp lắm mà sanh con ra lại đẹp. Cha mẹ đen thui sanh con ra trắng tươi, phải không? Thành thử là nhiều khi á, là do một phần là cái phước riêng, phải không? Rồi cộng thêm là tại sao mình có phước, là tại vì mình tu, mình tu tập những cái hạnh lành. Nói theo Phật giáo là gì? Mình có cái chánh báo như thế nào thì cái y báo nó sẽ như vậy. Chánh báo là gì? Chánh báo tức là những cái gì mà chúng ta sống, chúng ta tập tu đời sống hàng ngày. Ví dụ, mình làm mấy ví dụ. Người á, mà ta, cái người trong lòng á, không có hay tức giận, thì thường cái mặt người đó là sao? Nhìn hiền lành. Còn cái người mà hay nóng tánh, hay tức giận thì tự nhiên, tại vì mỗi khi mà giận thì cái người đó phải, có ai mà giận mà nói chuyện ngọt không? Giận cái phải trợn mắt, phải nghiến răng nói chuyện, riết cái nó thành cái thói quen, trợn riết cái nhìn người đó lúc nào cũng giận dữ. Thành nữ ra cũng do cái nghiệp của mình, tức là cái chánh báo á, tức là những gì mà chúng ta tạo, phải không? Cái main character, cái đó là cái mà mình, cái đó là của mình. Ví dụ bây giờ cái người đó đó thường á, không có hay la hét. Thường không có hay la hét thì cái tiếng nói người đó làm sao? Nó soft, nó nhẹ. Tự nhiên mình nói chuyện với người đó, mình không có cảm được cái giác, không có cảm nhận là người đó dữ. Cái người mà tánh tình hay la hay rầy hay dữ á, chuyện nhỏ họ nói chuyện cái bình thường mình cũng cảm giác giống như là họ giận. Thành ra cái thường ngày mình như thế nào thì thường nó biểu lộ như vậy. Đó là cái chánh báo. Và cái phụ á, cái đi theo mình gọi là cái y báo. Phật giáo là mình viết hai cái từ đó. Chánh báo, ví dụ ha, mình ở sạch sẽ thì cái nhà mình bước vô nó sạch theo mình. Tại vì sao? Tại mình thích sạch thì cái nhà mình nó sạch theo. Còn ví dụ như mình lè phè bê bối thì bước vô nhà ta nhìn ta cũng biết người này bê bối.
Thí dụ vậy đó. Rồi cái người nào á, ta đơn giản, không có thích phấn son nhiều, nhẹ nhàng, thì nhìn người ta biết người này ăn mặc đơn giản nhưng mà sang trọng. Cái chánh báo như thế nào thì cái y báo nó như vậy. Nhưng mà mình á, Phật á, là ngài thường ngài tu trọn vẹn, cho nên cái tướng ngài nó đẹp từ trên xuống dưới. Còn mình á, được phần này cái mất phần khác. Thí dụ như mình được cái phần á, là thương người, được cái tánh thương người mà có cái tật hay khoe. Cho ai sống gì cũng khoe thì cũng được, phải không? Nhưng mà nay mai mốt cái được cái tướng phước tướng khác, nhưng mà là hụt cái chỗ khác. Hay là có nhiều người á, cái gì thương người, thích giúp cho người, nhưng mà hay nói nó hơn. Thí dụ nãy cho người ta có 5 đồng mà nó cho tới 10 đồng, 10 đồng nổ. Thành thử ra mình không có phải trọn, cho nên trong cơ thể của chúng ta ai cũng có những cái tướng đẹp, nhưng mà hãy được cái này mất cái khác, phải không? Thí dụ như người đó nhìn đẹp, phải tội có cái tướng hơi tròn quá. Đó. Thí dụ vậy, hoặc là ốm quá, hoặc là thấp quá, vân vân, chứ không có hoàn hảo. Còn đối với Phật là bởi vì Phật là luôn, không phải là ngài cố tình, không phải là ngài cố tình ngài tu vậy để ngài được đẹp vậy, nhưng mà tự ở nơi cái tâm của cái người đó thường xuất phát ra cái tánh tu. Rồi bây giờ Phật thành tựu rồi, trong kinh nó mới diễn tả là những cái đẹp của Phật, rồi nói được cái nguyên nhân nào được cái tướng đó. Thôi bây giờ mình nhìn Phật cái mình nói, ồ Phật có cái tướng đó, con thích cái tướng đó, con phải ráng tu cái tướng đó. Nhưng mà tại sao đạo Phật á, mà cái đẹp này là đẹp gì? Cái đẹp này không phải là cái đẹp cái kiểu mà trang điểm, mà do cái tu thôi. Tự mình tu là nó có cái tướng đó. Tự mình đời sống hàng ngày của mình có cái hạnh, có cái đức, thì tự nhiên nó biểu lộ cái tướng đó. Rồi bây giờ trong này á, mình đọc cái phần này rồi mình sẽ thấy do nguyên nhân nào mà được cái tướng đó. Theo như đạo Phật á, Đức Phật quở nè, nếu nhược dĩ sắc kiến, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Phật trong Kinh Kim Cang nói, nếu người nào lấy sắc tướng mà cầu ta, lấy âm thanh mà cầu tôi, tức là theo tôi là vì sắc tướng, vì âm thanh, thì người đó đang tu theo cái đạo tà, đạo sai, không bao giờ thấy được Như Lai. Thì tại sao đây lại nói là tướng đẹp? Mình tự mình tu, tự tâm mình phát khởi mình tu là có. Còn mình không có cầu gì hết, mình không cần phải cầu gì hết, tự mình phát tâm mình tu là tự nhiên cái việc đó nó có. Nhược dĩ sắc kiến ngã, nếu người nào lấy cái sắc tướng mà cầu tôi, lấy âm thanh mà cầu tôi, thì người đó không bao giờ thấy được Như Lai. Thường thường á, đại chúng nhớ là những sắc tướng như thế nào nó cũng đều là giả tạm hết. Cái người đó đó đẹp thiệt là đẹp, nhưng mà cuối cùng thì da cũng nhăn, mắt cũng mờ. Bây giờ thỉnh thoảng quý vị sẽ thấy trên báo chí đăng những nữ tài tử đẹp nhất của đài truyền hình TVB Hồng Kông ngày ấy và bây giờ. Họ đem hình ra hồi người đó 20 tuổi, bây giờ người đó 60 tuổi, ví dụ vậy. Rồi người ta sợ da nhăn, người ta làm đủ thứ, nhưng mà thủy chung rồi nó cũng sẽ nhăn. Tại vì cái bản chất của nhăn, của già, của chết, bệnh tật là một cái sự thật của con người. Nhưng mà ở đây á, nếu tự tâm chúng ta phát tâm chúng ta tu thì tự nhiên chúng ta có cái tướng đó. Mà cái tướng đó không phải để làm gì hơn, mà để cho người khác, người ta nhìn vào cái tướng đó mà người ta phát tâm thiện lành. Người ta không có khởi cái tâm tầm bậy, mà người ta nhìn cái đó, cái oai nghi, cái nét đẹp đó, để người ta khởi cái tâm thiện lành. Thì Đức Phật tự tâm ngài khi còn là những người đang phát tâm tu, ngài tu như vậy, cho nên ngài được cái quả như vậy. Cái này mình không có nói lâu, nói dài, mình nói lược thôi. Bởi vì sao?
Bởi vì Pháp Hòa đã nói cái bài này ở một cái bài giảng riêng có cái tên là Nhân Lành Quả Đẹp. Thì quý vị nào muốn biết về 32 tướng này chi tiết thì quý vị tìm cái bài đó quý vị nghe, Nhân Lành Quả Đẹp. Còn ở đây mình nói lược bởi vì mình đang học cái quyển kinh này, mà ở đoạn kinh này nói về cái đó thì chúng ta cũng phải đọc nói lược. Bây giờ nói thứ lớp tu 32 tướng. Thiện nam tử hoặc có người lại theo thứ lớp nói rằng: Như Lai trước được tướng lòng bàn chân đầy đặn, còn các tướng kia thứ lớp được. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát ở trong vô lượng đời, khi tu hạnh bố thí trì giới, tu tập đạo hạnh, tâm không lay động, thế nên trước được tướng lòng bàn chân bằng phẳng. Bây giờ chân của mình có bằng không? Chân mình thường thường là lõm, ở dưới nó có cái lõm lên vậy đó. Còn chân Phật là bằng. Tại sao? Tại vì Phật tu cái hạnh bố thí trì giới, nói chung là tu đó, và những cái hạnh, những cái tâm hạnh đó không có lay động, còn mình còn lay động, cho nên cái chân của mình ít có bằng phẳng. Bây giờ lòng bàn chân xoáy tròn như khu ốc. Tại sao? Vì lúc tu hành Bồ Tát đạo, cúng dường cha mẹ sư trưởng bạn lành, đúng như pháp mà ủng hộ chúng sanh, thế nên về sau được tướng trên bàn tay và chân đều có xoáy tròn, tức là ốc tròn. Giống như bàn tay mình giờ mình nhìn mình cũng có ốc vậy, xoáy xoáy xoáy, chỉ tay mình nó xoáy vậy đó. Mà thường mà ít có khi nào mình đều 10 ngón tròn lắm, được đâu chừng 2-3 cái à. Hay người ta nhìn bằng chân ở bàn tay ta thấy ồ người này khéo tay lắm nè. Cái xoáy nó tròn, quý vị nhìn kỹ, lát nhìn giờ lo nhìn em nè. Cái tay thường nó tròn hoặc nó lệch, còn nếu mà nó tròn đều hết là tướng xoáy ốc tròn. Tại sao? Cúng dường như pháp. Cúng dường như pháp là sao? Trong này nói nè, đúng như pháp mà ủng hộ chúng sanh. Đúng như pháp là sao? Người ta đói mình cho người ta ăn, người ta nghèo mình giúp đỡ. Nhưng mà không có thể nào người ta nói chờ tôi đến bài thu hết trơn rồi, nói vậy hả, tội quá, thôi để cho tiền hay cho mượn để mình ta tiếp tục đánh bài nữa, hiểu không? Hoặc là người ta làm những cái điều không có đúng, phi pháp, mà mình vẫn ủng hộ giúp người ta, cái đó là không có đúng pháp. Giống như người ta nói chợ tụi tôi đủ tay hết trơn rồi mà thiếu cái chỗ à, đem vô nhà cho người ta ngồi đánh bài lấy tiền sâu đó. Rồi hai tướng rồi phải không? Ngón tay nhỏ mà dài. Tại sao? Vì lúc tu hành Bồ Tát đạo, chí tâm thọ trì giới ưu bà tắc thứ nhất và thứ tư, cho nên về sau được tướng ngón tay ngồi viết, có tướng ngón chân dài. Quý vị biết bằng ngón tay nhỏ mà dài là do tu ưu bà tắc giới là gì? Là giới gì? Ưu bà tắc giới là giới gì? Là năm giới đó. Ưu bà tắc là ai? Ưu bà tắc là tượng là các vị cư sĩ còn tại gia mà thọ năm giới. Mà cái vị này tu mấy giới? Tu năm, nhưng mà đặc biệt trong đó có hai giới là giới thứ nhất và giới thứ tư. Cho nên cái bàn tay ngón chân đẹp. Vì lúc bồ toàn thân đầy đặn, sao được tướng màn lưới giữa các ngón tay và ngón chân và tay? Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát dùng tứ nhiếp pháp để nhiếp thủ chúng sanh, thế nên sao được tướng như thế? Tứ nhiếp pháp là gì? Bốn phương pháp để mà nhiếp phục người khác. Nhiếp phục là khuyến khích hay là hướng dẫn người ta, trong đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí là mình giúp đỡ người khác, ái ngữ là mình phải nói những lời dễ thương, nhẹ nhàng. Lợi hành là thấy cái gì lợi cho người mình phải làm. Đồng sự nghĩa là mình hòa chung công việc với mọi người.
tay chân dịu mềm hơn các thân thể khác. Vì sao? Vì lúc tu đạo Bồ Tát ở trong vô lượng đời, dùng tay tắm rửa thân phàm của cha mẹ sư trưởng sạch hết đất lớp, dùng dầu thơm xoa vào, thế nên về sau được tướng chân tay chân mềm mại. Người này thường hầu cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ. Thí dụ cha mẹ bệnh, mình không có gớm nhờm, mình lấy tay của mình nhúng khăn lau chùi tắm rửa cho cha mẹ, được cái phước như vậy đó. Cái sao mình được cái hướng ngón tay dài mềm. Lông trên thân thể đều xoáy lên. Vì sao? Vì lúc Bồ Tát, vì lúc làm Bồ Tát trong đời vô lượng đời, thường giáo hóa chúng sanh, khiến tu bố thí trì giới và làm các pháp lành, thế nên về sau được tướng lông đen nhỏ mềm xoáy lên ngược lên. Đó là mình thường khuyến khích người khác tu hạnh lành, không có cản. Ví dụ bây giờ á, mình thấy bạn mình á, đi làm có tiền mà còn biết giúp đỡ những cái người nghèo ở Việt Nam, hay là giúp đỡ những cái hoạn nạn. Mình đừng có nói chị đi làm cực khổ, anh đi làm cực khổ, cần gì phải giúp mấy người đó. Mấy người đó có tay có chân, tại sao mình phải giúp? Mình đi làm cực khổ để mình hưởng, thí dụ vậy. Mình thấy người ta làm thiện, mình không giúp được thì thôi. Nhưng mà phải khuyên rồi, hoặc là người ta đi chùa. Bây giờ người ta, hồi xưa người đó không đi chùa, bây giờ người đó biết đi chùa rồi. Mình không có đi thì đó là chuyện của mình. Và mình đừng có nói đi làm gì. Trong chùa nhiều người giữ lắm, đi làm chi? Nếu mà người ta giữ mà người ta còn biết đi chùa thì ta cũng đỡ hơn, phải không? Bây giờ mình vô, mà nếu mình hiền, mình vô đó biết đâu chừng mình giúp cho cái người giữ đó người ta hiền theo mình. Mình không làm được việc lành thì đừng có, không có. Quý vị có nhớ câu chuyện và kể năm rồi trong khóa tu, tại sao có một thầy đi vào tu mà thầy đó ra đời 7 lần, ra đời rồi vô tu, ra đời rồi vô tu mà 7 lần như vậy? Tại vì cái thầy đó trong một đời trước tu chung với bạn của mình, mà bạn mình mới khởi cái ý, sao tôi buồn quá, tôi chán mà tôi muốn ra đời, tôi muốn tu nữa, thay vì mình khuyên, thì cái thầy đó nói, thấy không, tôi đã định nói với anh rồi, anh ra đời sớm đi, mà tới bữa nay ra là muộn rồi đó. Tức là không có khuyến khích cái người đó, mà còn xúi biểu cái người đó, tán đồng và khuyến khích nữa. Cho nên mình mà nghe một cái người nào mà người ta sắp, người ta tâm sự với mình á, ta nói người ta muốn ra đời đó, mình phải khuyên người ta tu. Còn nếu như mà người ta không tu nữa, đó là chuyện của người ta, chứ không có khuyến khích. Không có nói tôi thấy cái chùa này không được đâu, anh đi ra đời đi. Tôi thấy đó thầy đó không được đâu. Thí dụ mình thấy cái thầy đó không được, không có đúng pháp, thì mình nói thôi giờ đi kiếm chỗ mình giúp đỡ cho người đó tiếp tục tu, nhưng mà tu ở chỗ khác còn hơn là khuyến người ta ra đời. Tại sao? Tại vì người sống ở đời thì vô lượng, chứ còn người mà phát tâm tu hành đâu phải dễ. Mà một người mà người ta tu được, người ta làm được một chút ít việc gì tốt cho đời cũng là một cái điều hay, chứ phải khuyến khích. Kiếm một người đời thì dễ, kiếm một người đạo khó lắm. Bắp đùi Lộc Vương. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát, chí tâm nghe pháp và chí tâm thuyết pháp để phá hoại các tội lỗi sanh tử, thế nên về sau tướng bắp đùi như bắp đùi Lộc Vương. Bắp Lộc Vương là gì? Là con nai chúa. Lộc là nai, vương là vua. Con nai mà nó là vua của các con nai. Ở đây không phải nói Phật giống con nai, nhưng mà ý lấy ví dụ là, ý nói là thường đó, tại sao mà trong cái nhóm nai lại bầu con nai đó lên làm con nai chúa? Là vì, bởi vì nó đẹp nhất. Nó đẹp nhất. Đây là những cái cách mà người Ấn Độ ngày xưa người ta ví dụ vậy đó. Con trong nai thì nó có con nai đẹp nhất đám, thì con nai nó được cái đám nai nó bầu làm nai chúa. Thì người Ấn Độ ngày xưa hay ví dụ, người nào mà đẹp nhất thì hay lấy cái hình ảnh đó ra ví dụ. Ví dụ như người Việt Nam mình á, người Việt Nam mình
cũng hay đem cây cỏ hay là hình ảnh con này con kia ví dụ vậy đó. Mắt thì mắt bồ câu đó, chân mày thì chân mày lá liễu đó, mặt thì mặt trái xoan đó, thí dụ vậy đó, môi thì môi trái tim đó. Thì người Ấn Độ ngày xưa ta cũng có những cái cách người ta ví dụ cái đẹp của người đó. Người Trung Hoa mà người nào đẹp quá nói trời ơi người đó chim sa cá lặn. Biết chim sa cá lặn không? Thế đẹp đến mức độ mà cái người đó xuất hiện á là con chim á nó đang đậu á, nó phải làm sao? Nó rớt. Con cá mà thấy người đó nó phải lặn đi chỗ khác. Tại vì sao? Không phải nó sợ là vì nó mắc cỡ quá, đẹp không bằng. Con cá lặn đi chỗ khác, còn con chim đang đậu thì phải rơi xuống, gọi là chim sa cá lặn. Rồi mình đem ví dụ vì sao tuyết á, cái đẹp của mình á, nó trắng còn hơn tuyết, mà trong truyện Kiều có một câu là tuyết nhường màu da. Thường thường ta nói người đó trắng như tuyết phải không? Vậy mà cô Thúy Kiều Thúy Vân đẹp. Đẹp mà đẹp làm sao? Đẹp trắng đến độ là tuyết nó còn phải thua nữa. Tuyết nhường màu da. Mà nói ra người ta nói cái đẹp làm sao? Trời ghen hoa ghen thua thấm, liễu hờn kém xanh. Hoa là mà nó hoa thường thường nó đẹp rồi phải không? Vậy mà giờ nó phải ganh với cái nét đẹp của Thúy Kiều. Hoa ghen thua thấm, liễu hờn kém xanh. Đó là những cái cách ví dụ. Cho người Ấn Độ ngày xưa họ đó là một cách ví dụ. Ví dụ như họ nói trong kinh nói con sư tử á, thường thường cái tướng đi con sư tử là đi từng bước. Sư tử không có đi nhanh, sư tử đi chậm. Nhưng mà chính cái bước chân oai hùng của con sư tử làm cho những con thú khác ở trong rừng á nó sợ. Cho nên người ta hay nói Đức Phật đi như tượng vương, đi như là con voi chúa, con sư tử chúa. Còn Phật ngồi oai hùng như con sư tử. Thí dụ vậy, Phật nằm cái dáng nằm oai hùng. Cái chữ oai hùng này không phải là làm cho người khác sợ, mà đây là ma nó sợ. Vì lúc làm Bồ Tát chí tâm nghe pháp. Tại sao được như vậy? Bởi vì lúc làm Bồ Tát chí tâm nghe pháp và chí tâm thuyết pháp để phá hoại các tội lỗi sanh tử. Nghe pháp phải chí tâm, mà thuyết pháp thì phải chí tâm. Cho nên nghe pháp đừng có nói chuyện. Nghe pháp không có rù rì. Nghe pháp là mình ngồi nghe, mình chú tâm để mình tiếp nhận. Cho nên được cái thân hình như vậy. Tướng thân hình tròn trịa như cây ni câu đà. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong vô lượng đời thường thí thuốc cho tất cả chúng sanh có bệnh. Thế nên về sau được tướng thân hình tròn trịa. Cây ni câu đà là bên Ấn Độ, cái cây này nó thẳng tắp, không có cong, không có mắt, không có gì hết trơn, nó thẳng đẹp lắm. Cho nên người Ấn Độ dùng cái cây này để ví dụ cho một cái người mà có cái tướng thẳng thớm. Tại sao được cái tướng này? Tại vì hay cho người ta thuốc uống, chứ không phải cho người ta thuốc chích. Cho ta thấy ta bệnh mình cho người ta thuốc. Nhưng mà nhớ là phải hỏi cho kỹ nha. Hồi xưa thì uống thuốc gì cũng được, bây giờ mà cho ông bậy là không được á. Đừng nghe vậy rồi cái thấy ai bệnh cũng đưa thuốc nè uống đi, người ta có hả, ta hết bệnh thôi, mà ta không có bệnh ta thưa. Cánh tay dài quá gối. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát không dối gạt chư hiền thánh cha mẹ sư trưởng thiện tri thức, thế nên về sau được tướng tay dài quá gối. Được tướng ấy rồi, thứ lớp được tướng âm tàn như tượng vương, mã vương. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời thấy người kinh sợ,
có thể giúp họ thường sanh tâm hổ thẹn, không nói lỗi người, khéo che tội kẻ khác. Thế nên về sau tướng âm tàn như tượng mã. Tướng âm tàn là gì? Tức là cái thân, cái nữ căn, cái nam căn không có thô kệch. Tại sao? Tại vì mình luôn luôn mình che giấu cái lỗi của người khác. Không, cái chữ che giấu đây không phải là mình che giấu cái tội lỗi của người đó, nhưng mà cái gì mà xấu của người khác thì mình không có phô trương, không có nói, không? Mà mình tìm cách mình nâng đỡ cho họ tốt hơn. Còn không thôi, chứ không phải gặp ai mình cũng có. Nhiều khi người ta phải qua, ví dụ thôi, ví dụ như cái người đó có một cái tật, có một cái lỗi là đi vào trong chúng hay lên ngồi ăn cơm chung, mà cái người đó có cái tật ăn xấu lắm, lên ăn là không biết coi ngó trước sau, thấy gì ngon gấp trước. Thí dụ vậy đi, mình gặp ai mà nói trời ơi ăn với cái người này nha phải cẩn thận á, lên ngồi ăn lại gì ngon gấp trước, không cần coi ngó ai đâu. Thí dụ vậy, tức là mình phô cái mặc dù cái đó không phải cái tội, thấy không, cái lỗi là cái lỗi sơ ý của người này sống thiếu cái tế nhị, thì mình không có nên đi phô bày những cái lỗi của người ta. Hoặc là thí dụ như là hôm đó người đó lên đứng trước đại chúng, người ta nói cái gì nó lỡ lời, mình cũng không có nên lặp đi lặp lại để mà đi nói cái lỗi của người đó, mà mình phải che giấu. Hôm rồi có một cái đi dự một cái lễ, thì có một cái vị đó lên phát biểu, nhưng mà phát biểu nó hơi kỳ, lời lẽ nó thô, nó không được nhẹ nhàng, mà nó làm cho nhiều người khó chịu. Thì sau khi đi về tới nhà đó, thì Pháp Hòa email cho vị trưởng ban tổ chức, thì Pháp Hòa mới nói là nếu có làm cái cuồng băng đó đó thì nên cắt những cái đoạn đó đi. Vì cái vị đó phát biểu hôm đó, ai cũng ngồi đó cũng cảm thấy không có thoải mái, mà mình cũng không có muốn cái hình ảnh như vậy. Người có thể cái vị đó lúc đó không có giữ được cái nghĩ là muốn phát biểu, nhưng mà không biết ở một cái tình huống nào để phát biểu, cho nên thôi cắt đi, đừng có để cho cái lễ của mình nó đẹp, mà sau này nhiều người coi nó sẽ không có hay. Thì Pháp Hòa cũng nói với quý vị trong ban tổ chức là nên làm cái cuồng băng đó cho nó đẹp lại. Thì cái vị đó mới trả lời là cái mail, nói là con không có ngờ là thầy để ý đến mấy cái việc như vậy, mà con cũng không nghĩ tới. Và lâu nay con thường học trong luật giới, cũng thường nghe cái câu là chúng trung hữu thất nghi, đương ẩn ác dương thiện. Quý vị nghe câu đó trong luật giới có dạy đó. Nếu lỡ trong chúng ai có làm cái gì sơ thất, chúng ta phải nên tìm cách bao bọc, nâng đỡ, chở che cho người đó, mà không nên phô bày. Thí dụ vậy, lâu nay con học câu đó mà con biết phải ứng dụng ở trường hợp nào, mà hôm nay thầy nói cái email này nó đã chỉ cho con được cái cách thực tế làm sao để được học và ứng dụng được cái câu là trong chúng có sơ thất oai nghi, phải ẩn cái ác hiện cái lành, chúng chung hữu thất nghi, đương ẩn ác dương thiện. Chữ dương là mình đưa lên cao cái thiện nữa đó. Cho nên Pháp Hòa nói vậy là thật sự ra tất cả chúng ta ngồi đây, người nào cũng có cái hay, mà người nào cũng có cái tật. Mà nếu mà muốn đi phô trương cái tật của mỗi người á, ngày nào cũng có chuyện để nói. Nhưng mà nếu chúng ta muốn nói cái đẹp, cái hay của người nào á, cũng rất nhiều chuyện để nói. Mà thường thường mình ít có nhớ mấy cái đó. Cái gì mà cái dở người ta, cái mình đem ra mình làm cái gì, tiếng Anh nó kêu là make fun đó. Tức là mình làm trò, mình cười, mình vui vậy đó, mà cũng không nên. Hồi đó có một hòa thượng ngày dạy, mỗi lần mà thấy
súng lại mà miết phanh một cái vị nào đó là hòa thượng rầy đó. Hòa thượng nói người ta như vậy mà mấy đứa không có thương. Thí dụ có người ta hay liệu đó, tuyệt đối không có được chọc người liệu. Ví dụ cái cô đó đó, cổ đụng tới cổ, cái cổ hay liệu mà liệu bậy liệu bạ đó. Thưa đại chúng, có một vị gần đây tâm sự với Pháp Hòa là bây giờ cái vị đó đang mắc cái quả báo đó. Là vì ngày xưa trong xóm á, có một người liệu mà hay nói bậy, thì cái vị này là hay đi tới chọc, làm cho cái người đó liệu mà liệu bậy liệu bạ cả ngày. Thì bây giờ cái vị đó bị. Rồi vừa rồi phone Pháp Hòa nó là tâm sự, nói trời bây giờ con thấy cái nhân quả rõ ràng. Hồi đó con chọc cái vị đó làm sao là bây giờ con y chang như vậy đó. Thành thử ra mình á, thấy cái người mà người ta bị một cái bệnh mà người ta liệu như vậy, không có nên chọc. Rồi có nhiều người người ta có cái bệnh là sợ, cái mình hay núp trong ở trong cửa hù dọa người ta, không nên đó. Tại vì sao? Vì người ta sợ, phải không? Mà cái hạt giống sợ hãi trong người ta mà mình cứ hù dọa người ta vậy, rồi mai mốt mình sanh ra có bệnh tim hay dọa người khác đau tim. Tướng trên thân mịn màng, trong mỗi lỗ chân lông mọc ra mỗi lông. Vì sao? Vì Bồ Tát trong nhiều đời gần gũi người trí, ưa nghe, thích đàm luận, nghe rồi tu hành lại hay sửa sang đường xá, lượm cỏ gai gốc. Thế nên về sau được tướng da thịt mịn màng, trên lỗ chân lông mỗi sợi lông được tướng ấy. Quý vị thấy ở đây diễn tả là ngay cả từng cái chân lông nó cũng đẹp. Ở đây á, mình không có cái đây là mình lấy cái ý thôi. Mình lấy cái ý là thấy cái chỗ nào có rác dơ gai góc, dù một miếng thôi mình cũng lượm lên để làm chi. Thí dụ trong cái chánh điện nó đẹp như vậy, nó sạch như vậy nè, tự nhiên có ai đó người ta hỉ mũi, người ta dục một cái miếng rác góc, ôi con miếng đâu có sao. Nhưng mà nếu mình lên mình thấy cái đó, mình lượm cái đó, mình bỏ vô thùng rác, thì tự nhiên ngay cái chỗ đó nó mất liền một cái miếng rác, dù chỉ một miếng. Mà thường thường ở một cái nơi sạch chừng nào á, rác nó lại càng sao, nó càng lộ ra chừng đấy nữa. Mà nếu mình chịu khó mình cất cái đó, cái nó xong đó. Thì dù được một chút vậy thì cơ thể mình cũng vậy, không phải đẹp ở những cái như mắt tai mũi, và ngay cả một lỗ chân lông nó cũng đẹp. Là tại vì hàng ngày mình siêng năng chăm sóc cái gì dù nó thật nhỏ. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như khi mà mình múc ra một cái chén cháo, chén canh cho ai đó, thì trước khi mình trao cho người ta đó, mình phải nhìn cái chén, xem coi hồi nãy trong quá trình múc nó có bị dính ở cái miệng chén hay không. Thật ra khi mình đưa cho người ta cái chén đó đó cũng được, nhưng mà thứ nhất nó biểu lộ là mình chưa thật sự tế nhị trong cái vấn đề thức ăn đó. Cho nên á, dù múc một miếng canh, cho nên phải nhớ múc rồi để ý cái tô bên cạnh coi nó có dính không. Đó, chút xíu đó thôi, trước khi mình nói mình nhìn lao cái người ta nói lên được cái gì. Người ta nói lên rằng hàng sau đời sống hàng ngày mình chăm chút từng cái tế nhị như vậy. Cho nên hồi đó Pháp Hòa chỉ cho mấy chú tiểu tứ hoa đó, ví dụ mấy cái bình hoa mình nó đục, mình không thấy nước. Khi mà châm nước á, là một tay này mình châm nước vô cái bình, thì cái tay trái của mình phải để vô trong để mình nhận ra rằng nước nó tới đâu. Nhắm mắt nhắm mũi đứng chế. Mà nếu mà đang nói chuyện hay là không có ấy, nước nó trào. Mà thấy nó trào rồi á thì mình lấy khăn mình lau. Nhưng mà xin thưa là nhiều khi mình chỉ lau được cái mặt kiến như thế này, mà mình không có lau ở trong lòng kiến. Tại vì vậy nè, nước nó lòn xuống, thì mình lau khô trên này thì nước nó còn động ở dưới này, có hư cái mặt bàn. Mắc công không? Nó mắc công. Mà nếu như mà mình làm, mà mình tế nhị ở những cái chỗ đó, hay là sau khi mà mình spray, mình xịt hoa rồi, tay cầm cái khăn lau xung quanh.
Hay là trong trong cái nhà vệ sinh cũng vậy. Khi mà mình đánh răng, mình rửa mặt á, mình chà răng thì thế nào nó cũng văng lên trên kiến. Mà nếu ngày nào xong rồi mình lấy rồi mình lao một cái thì cái kiến mình đời nào mà nó dơ. Mà người khách mà lỡ bước vô một cái ta thấy mấy cái đó cái tự nhiên người ta dội. Không, mà người ta nó cũng nói lên được rằng á, hàng ngày chút chút mình không có tế nhị. Thì thưa đại chúng là nếu mình rồi á, thí dụ như bây giờ mình xào một cái dĩa rau mình để lên á, chan sauce lên rồi thì thường mà nó lem luốc thì người ta hay lấy cái giấy hay cái khăn ta lau cái miệng dĩa cho nó sạch trước khi người ta đem ra cho khách, có phải không? Đó, thì Pháp Hòa nói như vậy là ở cái chút chút thôi. Tại sao mà khi mà mình lấy cái lotion mình thoa lên trên mặt á, mà nó dính một chút người ta cũng chỉ về cái mình làm cho nó đều lại. Mà những cái nhỏ nhỏ lỗi lầm, những cái lặt vặt mình không có chăm chút cái đó. Thì đời sống của mình, nếu mà cái nhân của mình biết để ý từng cái nhỏ thì dù cái nhỏ nó cũng đẹp. Chứ không phải là người ta lo cả cái to. Có nhiều khi cái nhỏ đó mà chỉnh cái thôi nó đẹp lên liền. Nó vậy đó. Mình đừng có nói là mình như hôm tuần rồi Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Mình viết một cái chữ người ta đọc tuy người ta vẫn biết, nhưng mà thế nào rồi mình cũng khó chịu là vì chữ đó nó viết sai. Vì chữ đó viết sai. Cho nên mình phải ưa gần người trí, ưa nghe, thích đàm luận, nghe rồi tu hành, lại hay sửa sang đường xá, lượm bỏ gai góc. Cái gì nó lúc chút lượm bỏ nó đi. Bây giờ mình cũng vậy. Thí dụ như cái gì nó không đáng đừng để trong lòng. Cho nó như ngọn cỏ, như một cái miếng rác nhỏ, bỏ được cái nó khỏe. Thân sắc vàng chói vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời thường thí phòng nhà đồ nằm, uống ăn đèn đuốc, thế nên sao được thân sắc vàng. Được tướng ấy rồi thứ lớp được bảy chỗ, đầu không rốn, hai tay hai chân không khuyết. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời, chỗ đáng giận không sanh lòng giận, ưa tùy ý muốn của chúng sanh mà thí đồ cần dùng, thế nên về sau được bảy chỗ viên mãn. Bảy chỗ là đầu nè, hông nè, rốn nè, hai tay hai chân khuyết. Vì sao? Chỗ đáng giận mà không giận. Quý vị có bao giờ mà đối diện với một cái chuyện gọi là đáng giận mà không giận không? Có chứ. Thí dụ như bây giờ người đó người ta khinh suất mình, người đó người ta xem thường mình, người ta nói một cái lời nặng đối với mình, nhưng mình không có giận. Tại sao? Vì trong khi mà cái người đó làm như vậy, hành xử như vậy, nói như vậy, nghĩa là ở nơi vị đó sự tu tập nó đã kém. Mà nếu mà mình giận cái lời có nữa thì cái tâm mình nó kém. Người ta đã như vậy rồi mình giận, nghĩa là tâm mình nó cũng kém theo, là vì mình thích giận những cái chuyện như vậy. Cho nên người ta hành xử như vậy mà tâm mình buồn thì có thể mình buồn bởi vì mình là con người mà, nó không, tôi không buồn giận gì, cái đó trường hợp đó thì chắc cũng có. Nhưng mà nếu lỡ có buồn cũng không sao, nhưng mà sau đó rồi đừng giận, tại vì buồn là nó thoáng nó hết. Cũng giống như quý vị nhớ không, Phật nói trong kinh nè, cái người giận nó có ba dạng. Giận như người viết chữ ở trên nước, giận như người viết chữ trên đất, giận như người viết chữ trên đá. Là cái người mà viết chữ trên đất nước thì sao? Viết gì cũng được, rồi xong mất hết. Rồi viết trên đất thì nó cũng thấy chữ, nhưng mà hễ mà gió hay là nước trôi thì hết, viết chữ như cát. Nhưng mà cái người mà giận mà viết chữ trên đá là nguy hiểm lắm. Tại vì lời nói hay cái ai mà làm rồi khắc ghi giống như đá và khó phai khó nhạt lắm. Thì bây giờ nếu như mình có buồn có giận tập đi, tệ lắm là cỡ như đất thôi. Giống như viết chữ trên cát vậy đó, nước nó trôi qua rồi chữ gì nó cũng mất. Thôi giận nói rồi xong rồi thôi. Nhưng mà thường thường á, giận mà nói rồi nó cũng còn thế nào rồi á, mình thỏa mãn được cái lúc giận đó, nhưng mà sau đó rồi có một hai chữ mình hối hận.
Thời giờ mình tập á, khi giận á, đừng nói gì, khoan nói. Để khi nào mình bớt giận mình nói. Tại vì khi mình bớt giận rồi, lời nói thế nào nó cũng sẽ dễ nghe hơn là trong khi mình giận. Thưa đại chúng là ở đời á, nếu mà chúng ta bất chấp, muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, mà thôi không có gì để nói. Còn nếu mà chúng ta sống mà chúng ta còn biết quán chiếu mình, quán chiếu người xung quanh, thì sự việc nó khác lắm. Vừa rồi trong cái khóa tu của mấy đứa nhỏ đó, trong khóa tu của mấy đứa nhỏ, Pháp Hòa có nói chuyện với mấy em ở buổi. Tại vì ngày hôm qua là vía Quan Âm 19 tháng 6, thì Pháp Hòa giảng cho các em nghe một cái bài là nói về Đức Quan Âm. Mà Hòa nói đơn giản thôi, có ba chữ thôi: Quán Thế Âm. Pháp Hòa giảng có ba chữ đó thôi. Thì cái cách Pháp Hòa diễn đạt cho mấy em là thế là này là thế giới, the world. Nhưng mà mình cũng có thế giới của mình, xung quanh người ta cũng là mọi thế giới. Thì phải nhớ rằng khi mà thế giới mình được bình an thì những thế giới khác cũng được bình an. Ví dụ như nước Mỹ bị khủng bố, thế giới Mỹ bị khủng bố thì tự nhiên các thế giới khác cũng sao, cũng ảnh hưởng như vậy, phải không? Thành thử ra trước khi mình làm một cái việc gì á, mình vui không chưa đủ, mà mình phải quán chiếu xung quanh. Trong khóa tu á, ngày hôm qua đó, lên ngồi giảng về mấy chục em, thì có nhìn xuống có thể có một em, có một em là trong lòng nó nhiều cái vấn đề lắm. Thế thì trong bữa ăn cơm trưa không thấy nó, nhìn hồi không thấy nó, thì khi nó bước vô, Pháp Hòa mới ngoắt một thầy lại. Pháp Hòa nói buổi cơm trưa này á, có một vài đứa nó vô trễ mà mình không có biết, mình phải để ý các em nó đi sinh hoạt. Cho nên sau cái buổi đó các thầy nhắc nhở các em. Thì là khi mà ăn cơm xong thì đứa nhỏ nó ngồi hoài với cái tô cơm nó không ăn. Thì Pháp Hòa mới tới chơi với nó và hỏi sao con không ăn. Nó không muốn ăn. Rồi thôi, nếu bình thường là Pháp Hòa sẽ rầy, con phải ăn, nhưng mà đối với nó Hòa không ép. À, không ăn thôi cất. Con có muốn nói chuyện với thầy không? Nó im lặng hồi nó không nói. Cái Pháp Hòa năn nỉ nó, thôi mình đi ra nói chuyện nha. Năn nỉ hồi cái nó đi ra, nó ra nó ngồi gốc cây rồi nói chuyện với Pháp Hòa. Thì Pháp Hòa mới nói là thầy hồi nãy ở trên chánh điện, thầy nhìn xuống thầy biết trong con. Hỏi Pháp Hòa, con có gì nói không? Nó nói không có. Nó nói không, thầy biết con có. Con có. Và thầy ở đây, I'm here for you. Thì Pháp Hòa mới nói chuyện với em. Và sau đó thì em nó thích yên tĩnh, rồi Pháp Hòa để cho nó được yên tĩnh. Thì thưa đại chúng, ở đây Pháp Hòa muốn nói là hồi nãy trong cái lời, có nhiều khi cái việc đó như vậy, nhưng mà mình tùy thuận chúng sanh. Thí dụ như một cái đứa nhỏ bình thường nó đang vui vẻ, nó ăn, nó bỏ mứa, thì mình nói làm phải ăn hết. Nhưng mà cái đứa nó đang ăn nửa chừng nó phát bệnh, nó bây giờ nó khó chịu, thì lúc đó mình sao? Phải bỏ tô cơm, chứ không thể nói không được, phải ngồi đây ăn cho hết, bệnh tính sao? Không phải vậy. Cái cách của mình là không phải vậy. Đó là thông thường là mình dạy nó ăn hết, nhưng ở cái trường hợp nào đó mình phải chấp nhận bỏ cái này, vì mình phải cứu vãn một cái chuyện khác. Trong cuộc sống á, hôm rồi Pháp Hòa ngồi nói chuyện với thầy viện chủ, thì Pháp Hòa có thưa một số những cái việc nó trong cái cuộc sống hàng ngày có những cái việc nó đi thế này thế kia, rồi những người lên trong cuộc sống. Thầy nói trời ơi, nhiều việc mà ở ngoài đời nó dữ lắm nha. Nên tại vì lâu lâu á mà gom lại mới kể thầy nghe một lần. Chứ còn trong cuộc sống là mỗi ngày mình phải nghe bao nhiêu việc, phải thấy bao nhiêu việc, không phải đơn giản, không phải bình thường. Những chỗ khớp xương
đều lành lặn viên mãn. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời khéo phân biệt những tướng lành hay dữ, lời nói không sai lầm, không nói lời vô ích. Những pháp đáng thọ trì thì miệng thường giảng nói, còn pháp không đáng thọ trì thì không dối nói ra. Thế nên về sau được tướng những khớp xương không trĩ khuyết, được tướng như thế. Ta ở đây nói là những cái khớp xương. Một thân cao, hai tướng gọi là một thân cao, hai là tròn má, đều như hình sư tử. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời, chính mình không nói hai lưỡi, cũng không dạy người khác nói. Thế nên về sau được tướng, được hai tướng như vậy. Tức là tướng gì? Tướng thân cao và má tròn. Là do mình tu là không có nói lưỡi hai chiều. Mà lưỡi hai chiều là cái gì? Mình tới đầu này mình nói theo đầu này, mình tới đầu kia mình nói theo đầu kia. Hồi chiều mình mới nói chuyện với cái chị đó, chị đó tâm sự với mình cái nỗi buồn của chị đó với chị kia. Chiều tới mình đi chỗ khác mình gặp cái chị kia, mình nói trời ơi, hồi chiều tôi ngồi tôi nói chuyện với chị nọ nói chị quá trời quá đất luôn. Thế nào khuya đó gia đình ta cũng quan trọng, thấy không? Là không nên. Ba tướng, mình có được ba tướng là 40 cái răng. Tướng răng trong trắng bằng nhau và kín đáo. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời, dùng 10 pháp lành giáo hóa chúng sanh. Chúng sanh thọ rồi tâm sanh hoan hỷ, thường hay khen ngợi công đức của người khác. Thế nên về sau được ba tướng như thế. Ba tướng là gì? Một là đủ 40 cái răng, hai là răng trắng, ba là kín đáo đều đặn. Tại vì mình thường dạy cho người ta tu 10 điều lành. 10 điều lành là gì? Về thân thì có 3 điều: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh. Về miệng thì có 4 điều: không nói dối, không nói lưỡi hai chiều, không nói lời thô ác, không nói lời vô ích, là 4. Ý có 3 điều, đó là tham, sân, si. Pháp Hòa thí dụ thế nào là vô ích? Thí dụ như bây giờ á, cái chị kia chỉ ngồi chỉ nói chuyện với một người bạn. Chị nói hôm rồi á, ở xóm em á, có cái người đó nghèo, em nghe tin được, em cũng để dành đâu được 100 đồng, em gửi về em tặng cho cái gia đình đó. Không mắc gì đó, mình bị đi ngang cái gì? Bà mà có tiền cúng 100 đô hả? Trời đất ơi, có mắc mớ tới mình đâu. Phải không? Trường hợp vậy là vô ích. Thế nói trời ơi, bữa hôm qua tôi tình cờ tôi lên chùa, thấy ở trên chùa lại Phật tụng kinh, tôi cũng ngồi. Không có mắc mớ tới mình đi ngang gì? Bà mà có tụng kinh nữa hả? Bà mà tu được cái tu thành Phật á. Mình phải khuyến mình nghe, mà thứ nhất không có nói gì với mình hết, mình đi ngang mình nói những cái chuyện đó không có lợi ích. Thứ nhất không có lợi ích gì cho mình, cho ai, mà cũng chẳng dính dáng gì tới mình. Đó, trong kinh, trong cái giới thập thiện gọi là nói vô ích đó. Nói vô ích thì nói vậy đó, tức là không có chuyện gì quan trọng để nói. Rồi mình đi vô mình nói, hay là mình vô trong khóa tu học hay thế này thế kia, đời sống hàng ngày có những cái chuyện mình nói ra không ích lợi cho ai. Có cái câu chuyện ta kể đó, người kia nói chị tôi muốn kể chị nghe chuyện. Trước khi chị kể tôi muốn hỏi 3 điều. Một, chuyện này có dính dáng với tôi với chị không? Nói dạ không. Thứ hai, chuyện này tốt hay xấu? Nói dạ không tốt. Thứ ba, chị chích tai chị nghe, nghe người ta nói là ô tôi nghe người ta nói rồi. Căn cứ trên 3 điều này, dạ thôi khỏi nghe. Thứ nhất, không dính dáng tới tôi với chị. Thứ hai, đây là điều nói không tốt, điều xấu. Điều thứ ba, không phải chính tai chị nghe và chính mắt chị thấy, chị cũng nghe nói lại thôi. Thì thôi khoan, điều này nó không có liên hệ. Bốn răng cửa trắng như ngọc. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời, tu đức từ ở cõi dục, hay suy nghĩ pháp lành. Thế nên về sau được bốn răng cửa trắng được trong, được như ấy rồi thứ lớp. Bốn cái răng cửa trắng là vì được tu cái nhân là ở trong cõi dục. Trong này có câu nè: tu đức từ ở cõi dục. Cõi dục là cõi ở đâu?
Cõi dục là cõi ở đâu? Cõi nào? Của mình nè. Từ cái cõi của mình á, đi lên thêm 6 tầng nữa, 6 cõi trời trên mình á, đều gọi là cõi dục hết. Rồi thôi bây giờ 5 cõi trên mình không biết, giờ nói cõi của mình nè. Tiếng Anh dịch là The World of Desires. Cõi dục là cõi ham muốn. Mà trong cõi đời này á, con người mình là không ngày nào mà không có ham muốn. Nhưng mà chúng ta tu cái đức từ ở trong cõi dục là gì? Có những chúng sanh người ta ham muốn thì chúng ta khởi lòng thương. Nếu họ thấy cái sự ham muốn của họ rất là sai quấy. Còn nếu người nào mà ham muốn tốt lành thì chúng ta lại nâng đỡ. Thí dụ quý vị thấy á, ở trong cái cõi dục này nhiều người ngày nào người ta cũng có những cái nhu cầu. Cõi dục là gì? Dục là ham muốn thôi. Có những người ham muốn xấu, có những người ham muốn tốt. Mình thấy người ta ham tu mình phải nâng đỡ. Mà mình thấy người ta bệnh quá trời mà vẫn chưa chịu tu mà còn ham. Có nhiều người bệnh quá trời quá đất nhưng mà khỏe khỏe cái đi casino. Rồi bệnh quá nằm đó, cái con cái tới thăm thấy tội quá, mỗi đứa chặn cho má 50 để dành uống thuốc, 30 để dành uống thuốc, gom 30, 50 cái để dành lại cái khỏe khỏe cái đi casino. Đó, cái cũng cõi dục mà mình thấy như vậy mình tội nghiệp. Rồi mình thấy cái người người ta ham tu mình nâng đỡ. Cho quý vị thấy không? Tại sao mà nhiều khi á, thấy mấy thầy mấy chú mới có hè nào mà bắt đầu khóa tu á, là bắt đầu cũng cực. Là tại vì bây giờ phải hoài giao cho mấy thầy phải lo. Thì phải thầy phải lo, thì phải lo chơi với đứa này, lo với đứa kia. Rồi tu thì tu 3 ngày phải có ngày chơi. Đó. Nó đức từ ở trong cõi dục. Nơi miệng thường có nước miếng thơm ngọt. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời không đợi người xin rồi sao mới đem cho, thế nên về sau được nước miếng có mùi thơm ngọt. Tướng nhục kế và tướng lưỡi rộng dài. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời chính mình không nói lời ác, cũng không dạy người khác nói ác. Nhục kế là ở đây nè, cái đỉnh này nè, cái đỉnh trên đầu mình đó, có cái nhục kế cao đẹp đó. Không dạy người nói ác, thế nên về sau được tướng phạm âm. Phạm âm chứ không phải phạm ấm nha. Đó, thí dụ chữ vậy. Mà nếu mà người không biết thì cứ đọc là phạm ấm, còn mình biết thì mình đọc là phạm âm. Bởi vì âm đây là gì? Là âm thanh. Còn chữ phạm là gì? Phạm này là cõi trời, phạm thiên á. Bởi vì người Ấn Độ á, họ tự hào họ là con của đấng phạm thiên, cho nên cái tiếng của họ gọi là tiếng phạm. Mà mình bây giờ mình nói gọn lại là tiếng phạn đó. Mình nói tiếng phạn đó chứ nếu mà nói phát âm cho đúng phải nói là tiếng phạm. À, tại vì tiếng phạm là gì? Vì người Ấn Độ họ cho cái tiếng của họ là tiếng của cõi trời, phạm âm. Họ tự hào con, họ là con của đấng phạm âm. Cũng giống mình vậy đó, tự hào là con gì? Con rồng cháu tiên vậy đó, phải không? À, thí dụ vậy đó. Được tướng ấy rồi, thứ lớp được con mắt trong xanh như mắt ngư vương. Hôm trước mình có nói đó. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời, dùng con mắt bình đẳng, từ hòa, xem kẻ oán người thân, thế nên về sau được tướng ấy. Tức là mình nhìn mọi người không có con mắt phân biệt. Ví dụ á, ai mà người ta vào chùa ta lễ Phật thì mình cũng đều xem mọi người là bình đẳng, chứ không phải mình thấy người đó quen cái mình chạy thì mình tiếp, không quen thôi kệ rồi đi. Không phải vậy. Vì lúc Bồ làm Bồ Tát dùng con mắt bình đẳng ha, coi kẻ oán người thân như nhau.
Được tướng ấy rồi, thứ được tướng bạch hào. Vì sao? Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời giảng nói chánh pháp chân thật không hư dối. Tướng bạch hào tức là có cái lông trắng ở chặng mày đây, thường là có Phật có. Vì lúc làm Bồ Tát trong nhiều đời giảng nói chánh pháp vô kiến đảnh. Tại sao? Vì lúc làm Bồ Tát, trong này ghi là Bồ Tát đó, trong nhiều đời cúi đầu đảnh lễ các bậc hiền thánh sư trưởng, cha mẹ tôn trọng cung kính cúng dường, thế nên về sau được tướng vô kiến đảnh. Tại sao vậy? Vô kiến đó là cái tướng không thể thấy. Tại vì mình hay lấy cái đầu của mình cung kính người khác. Thí dụ mình gặp người khác mình cung kính. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng á, mình gặp một cái người đồng tu với nhau hay là chư tăng, chư ni, chắp tay xá chào, dù thân thiết cỡ nào nhưng mà lần đầu tiên mình bước tới, thí dụ Phật tử đi chùa cũng vậy, bước vô cái gặp quý thầy, hằng ngày mình gặp quý thầy nhưng mà giữ cái lễ, để đồ đạc xuống rồi cầm. Hôm rồi có cái chị đó, chị cầm đôi dép chị xuống, chị để cái Pháp Hòa đâu đi tới cái chị cầm nguyên đôi dép chị xá. Ngày hôm qua có một đứa nó mới vô khóa tu á, cái nó bước vô cửa nó đang cầm cái chai nước, mà cái chai nó bự vậy nè. Cái Pháp Hòa mới ngoắt nó lại, Pháp Hòa nói con lại chào mấy thầy con, mà nó người Hoa, nó người Tàu, nó không biết tiếng Việt. Cái nó lại cái nó tới nó gặp quý thầy, cái nó muốn chào nó không biết sao, nó tại tay nó cầm chai nước kẹp ngay hai chân nó. Để nó kẹp cái chân ngay hai cái gì cái bình nước ngay chân nó, hai chân nó, rồi nó mới có cái tay nó cầm. Quý thầy đáp lễ mà quý thầy tức cười. Thì qua đó là khi mình thường thường mình gặp cái mình hốt hoảng vậy đó, mình biết làm cái gì. Rồi có nhiều khi mình gặp quý thầy cái hai thầy không, hay là sơ sơ, nhưng mà mình tập có cái tâm cung kính đối với bạn đạo, đối với chư tăng đó. Cho nên vừa rồi đó Pháp Hòa có nói với quý cô quý chú vậy, tất cả chư tăng chư ni nào trong đời này mình được gặp thì mình cứ phát tâm mình gieo duyên chăm sóc. Thì tại sao? Vì đời nào kiếp nào mình cũng được gặp những cái hình ảnh của tăng để nhắc nhở mình. Bản chất bản thân cái vị đó có tu không tu mình không có biết, tại ai tu thì nấy biết chứ phải không. Nhưng mà tự tâm của mình phải khởi lòng cung kính chăm sóc cho chư tăng, đời nào mình cũng không có mất cái duyên đó. Đó, quý vị thấy có nhiều người ở đời này gặp hình ảnh của chư tăng một lần mà được đi tu, chẳng hạn như Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Phật của mình đó, đi dạo bốn cửa thành, thấy người già, người bệnh, người chết, đến cái cửa thứ tư ngài gặp một người tu. Ngài mới hỏi cái người đó là ai vậy, thì người hầu Sa Đạt mới nói dạ thưa Thái tử, người đó là Sa Môn, Ấn Độ gọi là Sa Môn. Hỏi Sa Môn là gì? Sa Môn là những người từ bỏ hết những cuộc đời xa hoa bình thường và trở lại họ sống một cuộc đời giản dị, trao dồi sự tu hành. Tôi có được làm Sa Môn không? Dạ ai cũng có thể được. Và từ đó Thái tử Sĩ Đạt Ta nuôi cái hình ảnh đẹp của vị Sa Môn đó trong đầu. Đa số các thầy mà đi tu là nhờ đi chùa gặp hình ảnh của chư tăng mà phát tâm tu. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa nhờ ông ngoại mất rồi mới mời một thầy đó đến tụng kinh. Mà thầy đó đó, thầy tụng bằng tiếng Phạn, nghe cái âm tụng kinh tiếng Phạn thích quá đi, rồi nuôi cái hình ảnh đó. Rồi sau lớn lên được chút xíu nữa, rồi đi chợ thấy các sư ôm bình bát đi khất thực ở bên đường, cái hình ảnh nó đẹp. Rồi thấy các thầy mặc cái y cái hậu á, vàng cái tay rộng thích lắm. Thậm chí đến mức độ là về nhà lấy hai cái ống quần chọt vô tay cầm phất phất vậy này. Mê cái áo đến nít như vậy. Cho nên hồi nhỏ mà đi tu nói ngày nào mà tôi được mặc cái áo tôi phải may cho thiết là rộng dài để mặc thích. Rồi thấy mấy thầy mà ta mặc cái áo tay rộng nó thích quá đi. Rồi về mình đâu có cái áo tay rộng nó mặc đâu, thì chỉ có cái quần lấy cái quần pyjama chọt hai cánh tay vô rồi đứng cầm quơ quơ vậy nè, biểu tượng mình có cái tay áo rộng đẹp.
Cho nên cái hình ảnh đó, cái hình ảnh của Tăng. Cho nên đời này cũng vậy, gặp chư Tăng. Và dưới lầu mình đã có thầy người Miến Điện đó, thầy còn ở dưới phải không? Pháp Hòa gặp thầy ở Regina hôm rồi, trong cái dịp lễ Phật Đản quốc tế. Rồi thầy mới xin email, rồi vừa rồi thầy email tới, thầy nói tôi có cái lễ ở trên này cho người Miến Điện cuối tuần này, tôi về chùa thầy tôi ngủ được không? Nói dạ được. Rồi bây giờ đó, mỗi tháng đó, cái tuần lễ thứ ba là mình có nhóm Phật giáo Hàn Quốc á tới để sử dụng sinh hoạt. Rồi quý vị nói là tôi phải trả tiền sao? Nói dạ không, tùy hỷ quý vị cúng dường. Có cũng không có thôi. Pháp Hòa thương là sao? Toàn là cư sĩ Phật tử không à. Họ xa quê hương họ rồi, họ không có một vị thầy người Hàn Quốc hướng dẫn. Rồi mỗi tuần họ không có chỗ sinh hoạt. Quý vị biết là họ làm sao? Họ lấy cái tivi họ bắt ở đây nè, rồi họ mở cái DVD, cái laptop á, mở lên, thầy ở trong đó tụng kinh, họ ngoài này họ tụng theo. Đó. Mình bây giờ được thầy ra hướng dẫn, được thầy hướng dẫn tụng kinh, được thầy hướng dẫn pháp thoại cho mình, mà mình còn không có chịu khó mình đi, rồi mất cái duyên. Đó. Cho nên Pháp Hòa thương các vị đó. Các vị đó là một những người cư sĩ mà người ta còn tha thiết với đạo như vậy, mà tại sao mình không trợ duyên, tại sao mình không giúp? Cho nên Pháp Hòa mới nói là các thầy là cứ mỗi chủ nhật cho họ tới họ sinh hoạt. Ngày hôm tuần rồi đó, họ tới họ sinh hoạt rồi mình lo lu bu quên để ý họ, Pháp Hòa xuống và lo cho họ. Pháp Hòa bắt bàn rồi họ để không có cái khăn trải bàn nữa. Pháp Hòa bắt bàn, Pháp Hòa đi lau, Pháp Hòa trải khăn lại cho người ta. Mình cho người ta mượn, nhưng mà mình để tâm chăm sóc, chứ không phải nói kệ họ, họ muốn làm gì làm. Sao được vậy? Rồi mai mốt mình đi tới đâu người ta cũng dục cho mình chén cơm nè, ăn đi, ăn giọng gì đi, chỗ khác đi, phải không? Mình không có để cái tâm, mình cho người ta mượn cái chỗ mà phải để cái tâm cho người ta. Rồi tới rồi quét bàn học, nếu mình không có mặn thôi, nhưng mình có mặt, mình là những người cái chùa này như của mình đi, tạm thời mình nói người Việt là của mình đi đó. Rồi mình tới mình thấy à cái chai đường nó dơ quá mà người ta sử dụng, lau quét cho nó sạch, sắp ghế là hôm qua tuần rồi ai thấy cái chuyện đó, đó. Rồi không phải qua nói mà Pháp Hòa nhắc vậy để đại chúng nhớ là cái gì gọi là mình kết duyên. Mình không có kết duyên với người ta, thí dụ Phật tử ở các nơi tới cũng vậy, mình phải chăm sóc người ta, chứ không phải là mình bỏ lơ người ta. Cái chỗ ăn, chỗ ngủ mình phải lo. Rồi mình gieo cái duyên đó rồi mai mốt mình lỡ mình đi tới, mình đi chùa người khác, người ta cũng chăm sóc mình vậy. Mình đi tới người ta nói đó, có cái chỗ đó đó, ngủ đi. Trời sao không quan tâm gì hết trơn. Vậy mình chứ có quan tâm tới ai đâu, phải không? Cho nên cuộc sống ở đời người ta cũng vậy, huống chi mình là đạo. Mình đạo mình còn phải hơn nữa. Mình bây giờ mình được cái phước hơn là mình được có cái ngôi chùa, mình có thầy, có cô, có mọi việc hướng dẫn. Cho tuần rồi, chủ nhật tuần rồi Pháp Hòa ở lại nhà, Pháp Hòa không có ra Tây Thiên. Ở lại để làm chi? Coi ngó họ một chút. Rồi Pháp Hòa đi tới đi lui, sắp xếp rồi chỉ cho họ. Họ cũng bây giờ họ biết chỗ hết rồi. Nhưng mình cũng phải để tâm chút, trừ trường hợp mình bận quá, mình đi vắng. Nhưng mình phải biết cái tuần lễ đó họ tới, mình phải để tâm tới người ta một chút. Đó là cái tâm cung kính. Thì giống như Pháp Hòa có nói, bây giờ mình ngồi kết duyên với Phật hoặc là mình lại Phật, kết duyên với Pháp là mình nghe Pháp, phải không? Phát tâm in kinh, bố thí, cúng dường. Phát tâm với Tăng là phát tâm làm sao? Mình thấy chư Tăng dù một cái xá chào, dù một ly nước mình kính mời đó. Còn gì nữa biết không? Ví dụ bây giờ mình nghe một vị nào viên tịch, một vị hòa thượng, vị thầy viên tịch mà không quen, nhưng mình cũng phát tâm khởi niệm nguyện giác linh hòa thượng vãng sanh tịnh độ, trở lại ta bà giáo hóa chúng sanh. Mình không biết ngài là ai, nhưng mà đời này ngài ở đời này, ngài là một cái người tu. Cho nên Pháp Hòa, cái đó là cái cách Pháp Hòa cầu nguyện đó. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng mai mốt, ví dụ mình đọc báo mình nghe một vị hòa thượng nào tịch, mình không biết hòa thượng đó là ai, nhưng mình cũng tâm nguyện, tâm niệm mình nguyện, nguyện hòa thượng vãng sanh tịnh độ, hội nhập ta bà giáo hóa chúng con. Chúng sanh là trong đó có mình. Đời nào mình, nếu mà đời nào mà chư Tăng còn tiếp tục tu, bây giờ 100 chư Tăng
Không lẽ không có được 5-10 tăng. Ví dụ mình nói là tăng nào mà tu dở thì cũng kiếm được 5-7 vị hướng dẫn cho mình tốt, chứ còn hình ảnh của chư tăng là tốt. Cho người nào ta tu được bao nhiêu cũng quý hết. Đó, cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng, thế nào gọi là cung kính sư trưởng, cha mẹ, tôn trọng cúng kinh, cung kính cúng dường. Thế nên về sau được cái tướng vô kiến đảnh. Mình có một cái đảnh mà không thể thấy. Mình có một cái tâm mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Chỉ khi nào người đó có cái cùng một cái tâm với mình, người đó mới thấy được cái điểm đó. Thiện nam tử, Bồ Tát có hai hạng: tại gia và xuất gia. Bồ Tát xuất gia tu hạnh nghiệp như vậy không lấy gì khó. Bồ Tát tại gia tu nghiệp ấy mới thật là khó. Tại sao? Vì người tại gia có nhiều nhân duyên ác ràng buộc vậy. Câu này giống như cái chương trước Phật kết luận vậy không? Bồ Tát thì có hai: một là tại gia, hai là xuất gia. Nhưng mà người xuất gia đó làm việc dễ hơn người tại gia. Tại sao? Vì mình còn nhiều cái ràng buộc. Hôm rồi Pháp Hòa mới mấy thầy năm nay đề nghị là tổ chức khóa tu cho mấy em nhỏ đó, chia ra theo tuổi để dễ sinh hoạt. Thì chia ra thì chia làm sao không biết nữa. Hồi đấy mấy em từ 17 tuổi nó tu còn 2 ngày à, còn có ngày 26, 27 à. Cái Pháp Hòa nó không được, 25, 26, 27 là đã ít rồi. 3 ngày người ta đổ đường mua vé máy bay từ bên Mỹ bay qua đây, từ ở Montreal lái xe 3-4 ngàn cây số qua đây mà tu 2 ngày lúng rồi. Mấy thầy đòi 25 mới tập học quá, nó không. Mà mình sợ tối khuya đêm đó Pháp Hòa viết một cái thơ. Pháp Hòa nói theo cái lời ngôn ngữ nhẹ nhàng thôi: mình tất cả thầy trò một năm chỉ có một cái mùa hè người ta được xin holiday. Người ta lấy holiday để làm gì? Người ta có quyền đi chơi mà. Bây giờ người ta chịu đi tu là đúng cái tâm nguyện của mình rồi. Thôi mấy đứa ráng chịu cực một bữa nữa đó. Làm 25 trọn ngày, 26 trọn ngày, 27 trọn một ngày, rồi 28 mới cho chơi. Chứ bây giờ mình nói tụi con lười quá, làm biến quá, không có khuyến khích. Mà bây giờ, thời bây giờ tu là phải vuốt không? Tại vì thật sự ra tuổi trẻ mà. Cho nên Pháp Hòa nói thôi chịu cực bữa nữa, làm một cái chương trình. Mấy chú nói phải đổi chương trình, nó không sao đâu. Rồi nói giờ nếu như vậy là phải, nói là mình đã quyết định như vậy rồi thì mình sắp xếp cái ngày ra lo cho mấy em. Là tự bây giờ mấy cô mấy bác là ai cũng phát tâm nấu ăn cho các em là mình yên rồi. Bây giờ mình chỉ còn lo cái chương trình sinh hoạt tu học cho các em. Thì thầy sẽ giảng 3 ngày liên tiếp, 25, 26, 27 sinh hoạt với các em. Thì Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là người tại gia ở ngoài người ta còn nhiều cái ràng buộc. Tại sao quý vị muốn đây nè, mới trước khi đi ra đây nhận cái email nè, có một cô đã plan ngày mai từ Mỹ bay qua đây để cho con tu rồi, mà bây giờ cuối cùng giờ phút cuối là gia đình có chuyện không qua được. Quý vị thấy không? Đâu phải dễ đâu. Cho nên á, mình á, được cái duyên lành lúc nào mình phải dụng nó liền, chứ không thể. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ á, mình khỏe nè, nó thôi từ từ tu, biết mình có ngày mai còn khỏe không. Đó, như cái khóa tu cách đây mấy năm, quý vị nhớ cô Tịnh Thanh không? Đó. Ở bên Mỹ là đã bị stroke rồi mà không đi bác sĩ. Rồi qua tới đây tu được có 3 ngày, ngày 1, ngày 2, sáng ngày 3 từ trên giường bước xuống cái là ngã quỵ stroke. Giờ ngồi xe lăn. Mà bây giờ là cổ là nói chuyện đỡ đỡ rồi đó, cổ mới nói chuyện qua cách đây mấy ngày đó. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là mình không có biết được ngày mai. Cho nên giờ phút nào mình ý thức được cái sự làm lành của mình, tu liền đi. Ví dụ đang giận quá,
quán sao để nó, trời mình giận vậy cái lỡ mình chết bất tử làm sao ta, nghĩ vậy cái nó bớt liền. Quý vị biết không, có nhiều Phật tử tâm sự với Pháp Hòa: con biết con làm cái điều đó sai mà con không có thắng được cái tình cảm của con đối với người đó. Con biết cái con làm là cái người đó đã có gia đình mà con cũng có gia đình, mà giờ con quan hệ tình cảm với người đó mà con biết cái điều đó sai mà con không biết làm sao con thắng được. Bây giờ con mong thầy giúp cho con. Mà khổ một cái nữa đó, mình nói đời nó ngộ lắm nha. Hồi lúc cái người đó mà đi theo tán tỉnh mình ghét lắm. Mà người đó người ta lo lắng, người ta tán riết cái thương. Mà tới hồi thương đáo để luôn. Hồi xưa ghét nhiều, bây giờ thương nhiều. Tới hồi mà thương được người đó rồi, cái người đó bỏ. Cái Pháp Hòa mới chỉ cho cái cách quán. Pháp Hòa mới nói giờ quán vậy nè: biết cái này là sai mà bây giờ họ rời khỏi mình như vậy là họ giúp cho mình dừng nghiệp lại. Nếu mình tiếp tục biết sai mà tiếp tục nữa là nếu mà họ còn thương mình thì nghiệp của mình càng tiếp tục. Bây giờ họ không thương mình nữa, họ bỏ rơi mình, thì mình phải mừng là mình dễ dứt nghiệp hơn là mình dây dưa. Được tuần lễ sau gọi qua: con cảm ơn thầy, trong lòng con bây giờ nó nhẹ hơn nhiều lắm, tại vì thầy chỉ con cách quán. Thưa đại chúng, quý vị hay nghe nó quán hoài, tu là phải quán. Bây giờ quán sao? Quán vậy đó. Như nãy Pháp Hòa ví dụ, cái người đó giận la là nơi người đó đang có cái dở. Họ dở cái khẩu, họ dở cái tâm. Rồi bây giờ mình giận theo cái lời dở của họ là mình, tâm mình cũng dở luôn. Mình học Phật mấy chục năm, quý vị nghe cái bài kinh Phật nói lấy lành thắng dữ không? Đó. Thí dụ như bây giờ nói ngày hôm nay gia đình mình bất an quá, mình phải lấy lại, nhớ lại: ủa tại sao tháng rồi mình vui quá mà tại sao tháng này mình bất an? Tự là vì tháng này đó mình thất nghiệp nè, mình không có đủ tiền chi nè, cho nên mình hay quạo nè. Nó có cái nguyên do. Tiền nhiều cái tình lớn à, nụ cười lớn à, mà hễ mà thiếu tiền bắt đầu bực bội. Rồi mình bực bội rồi mình la, mình hét, rồi mình quên quán chiếu. Mình quên quán chiếu là bây giờ gia đình mình có chỉ có một người đi làm. Mà thường thường các ông chồng mà thất nghiệp mà ở nhà đó thường hay quạo lắm, tại vì tự nhiên nghĩ bây giờ mình phải vợ lo đi làm cho mình, cho nên người vợ cũng phải sao, phải tế nhị. Nhiều khi đưa tiền chồng xài mà phải tế nhị nữa đó, không khéo chồng tự ái có chuyện nữa. Cho nên cuộc sống là gì, mình phải quán là tu thiền chứ gì đâu. Quý vị hay nghe nói ngồi thiền là ngồi tịnh, mỗi tối mình tụng kinh mình ngồi tịnh đó, nhớ không? Mỗi tối mình tụng kinh xong mình ngồi 30 phút mình tịnh, nó tịnh để làm chi? Để cái tâm mình nó lắng xuống. Lắng xuống rồi mình sẽ thấy à, việc gì mình nên làm, việc gì mình nên nói. Nhiều khi á, trong gia đình của mình, hồi xưa giờ chồng mình lúc nào cũng đi làm về lo cho gia đình, đùng một cái ông thất nghiệp. Hồi xưa giờ ông đóng vai chủ mà, bây giờ ông thất nghiệp qua nhà, cái ông phải, ông thấy ông nấu cơm cho mình, dọn dẹp, rồi mình đi về cái 1-2 tháng không sao, kéo dài cả năm ông có việc làm. Ông có việc làm cái bắt đầu ông sanh cái tâm mà gọi là bực bội là gì, mình bây giờ là phải sống nhờ vợ nhờ con, ví dụ vậy. Cho nên đôi khi phải tế nhị cái đó. Rồi nó nhiều chuyện ở trong cuộc sống lắm, mà như nãy vậy đó, dẹp cái gai góc dù miếng rác nhỏ. Cho nên nhiều khi thưa đại chúng, Pháp Hòa muốn nói mấy chú ở trong chùa và cũng phải suy nghĩ đó, phải lựa lúc nói đó, chứ không phải lúc nào mà muốn nói thì nói đâu à. Đó, không phải là dễ đâu. Tại vì sao? Mình phải nói trong cái hoàn cảnh nào để cho các thầy cảm nhận được cái điều mình muốn nói. Mặc dù mình làm thầy mình có quyền, nhưng mà Pháp Hòa không muốn vậy. Cái quyền á, nó không có làm cho con người mình được cái gì hết á, mà chính ở cái tâm của mình. Mình bây giờ cái tâm mình muốn vậy mà mình dùng cái quyền là nó trở. Cái tâm mình muốn vậy thì mình hãy dùng cái tâm mình nói. Cho nên là nhiều chỉ cái chuyện nhỏ như là nói là mấy chú mấy thầy thêm ngày tu cho mấy đứa nhỏ thôi, Phật cũng là lựa lúc nói. Chứ mình nói mà dưới cái chuyện mà quyền uy của mình thì cái chuyện đó nó dễ rồi, nhưng mà không bao giờ nó cảm phục được người ta. Bất quá người ta làm là người ta sợ cái quyền của mình thôi. Nhưng mà cuộc đời này mình quyền được bao nhiêu?
mà mình có bao nhiêu quyền và có bao nhiêu lực, phải không? Thành thử ra mà là đời, không, thí dụ như cái ông thừa tướng ông ra quyền ra oai với mình mà ông tới trước mặt ông vô cái ông không núm. Đời nó vậy. Thành thử ra mình trên một người mà đôi khi mình phải cúi hạ mình với người khác, cho nên cái quyền đó nó cũng chỉ tạm. Nhiều lúc Pháp Hòa muốn nói với mấy chú gì Pháp Hòa lựa lúc nào, nhiều khi thầy trò trên đường đi ra phi trường mà nói, có cái thời gian nói, rồi đem một câu chuyện nào đó dẫn ra rồi mới nói, chứ không phải khơi khơi nữa. Trong cuộc sống của mình là vậy. Nhiều khi mình muốn nói con cái của mình, muốn nói chồng, muốn nói vợ gì đó, đôi lúc mình cũng phải để ý cái cảm nhận của người đó, chứ không phải muốn nói gì nói à. Cái đó gọi là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự, tứ nhiếp pháp. Mình muốn làm cho người ta cảm nhận trở về với mình phải có bốn cái pháp đó. Nói sao mà người ta dễ chịu cũng là bố thí đó. Bố thí sự vui vẻ, hài hòa cho người. Bố thí, ái ngữ. Ái ngữ là nói sao ta nghe ta dễ chịu. Thôi thì tối hôm nay mình học hết cái chương này. Thì nói chung là cái chương thứ 6 này chỉ nói chung quanh ở trong cái vấn đề 32 cái tướng tốt của một vị Phật. Và thưa đại chúng, 32 tướng tốt này không phải tự nhiên mà có, hay là mình là tại vì mình con trời mà có, mà do tu. Thí dụ như Đức Phật tự nhiên sanh ra có được như vậy á, thì mình nói là Phật con bề trên thì được vậy, đúng rồi, phải không? Nhưng mà Phật nói lại là tôi do tu, tu hạnh này mà được. Thì bây giờ mình nói ô, Phật tu mà Phật được thì con tu con sẽ được. Quý vị đọc Lương Hoàng Sám quý vị thấy không? Cái quyển 2 quyển cuối là lại thế không à? Thế cho cha mẹ quá khứ, cha mẹ hiện đời, thế lại thế cho chủ của mình. Lại thế cho người làm mình khổ đủ thứ đó. Mình phải lại thế đó. Tại sao? Oán thù mà không hết, không có giải rồi đó, thì gặp rắc rối hoài. Cho nên đời này ráng làm sao đừng có gieo thù chuốc oán. Pháp Hòa hay tâm niệm với câu đó. Ở trong Đức Phật Thầy Tây An á, Ngài có một cái bài thơ á, hay lắm, mà 10 là 10 điều Ngài dạy. Trong đó có một câu: điều thứ nhất Thầy khuyên nên nhớ, lòng trung kiên muôn thuở còn nêu, dù ai nặng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu của Thầy. Nhiều thử thách đang vây con đó, nếu nản lòng công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian là còn huyễn hoặc, chớ mang vào lòng. Trở đời này việc gì còn cõi đời này là huyễn hoặc. Trong đó có một câu: giữ làm sao thêm bạn bớt thù, từ nay con nhớ rằng tu, hạ mình nhận lỗi mặc dù rằng không. Mà được như vậy thôi, không có phải là mình làm vậy rồi mình sống vậy cái mình tiêu cực, yếm thế, không phải vậy. Nhưng mà có những lúc thôi kệ, mình nhịn cho nó yên à. Mình nói cho nó bung, mà bung rồi rốt cuộc mình cũng hốt cho ai hốt. Thôi tại sao trước khi nó đổ nín cho rồi đi, nó khỏi đổ. Mà nó bung ra cũng mình hốt cho ai, thôi nín cho rồi. Thôi chúc đại chúng cuối tuần được vui khỏe ha. Rồi tuần sau mình gặp lại.